chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục gì về đồng hồ của Watch Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay, mình sẽ đem tới và giới thiệu đến cho các bạn một chiếc đồng hồ vintage thuộc về nhãn hiệu đồng hồ Citizen. Đây là nhãn hiệu đồng hồ có thể nói là danh tiếng thứ hai tại Nhật Bản cả về trình độ chế tác cũng như là về độ đẳng cấp. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ nó rất là mới. Mặc dù đây là một cái chiếc đồng hồ vintage nhưng mình cũng sẽ nói luôn cho các bạn, đây là một chiếc đồng hồ hàng tồn kho new old stock, cực kỳ hiếm tại thời điểm hiện tại, nguyên zin cả từ đồng hồ cho đến bộ dây khóa. Nên đầu tiên là mình sẽ quay một vòng cho các bạn là xem về cái chiếc đồng hồ này. Một chiếc đồng hồ có thể nói là cực kỳ đẳng cấp nếu xét về phương diện đồng hồ vintage. Như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ nó được bọc vàng toàn thân từ trước ra sau, và cả bộ dây này nó bọc vàng tất cả luôn, cho nó không có bất cứ một chỗ nào trừ một chút ở phần khóa. Đấy thì các bạn thấy là chúng ta có một chiếc đồng hồ đã sản xuất từ những năm thập niên 1970. Tuy nhiên là cái độ mới của nó thì có lẽ là khi mình cầm qua mình cũng rất giật mình, bởi vì không hiểu tại sao ở bên Nhật Bản họ lại có thể lưu trữ được những cái chiếc đồng hồ nó đẳng cấp đến mức độ như thế này. Thì về mặt thiết kế thì các bạn nhìn qua các bạn có thể thấy được nó là một cái chiếc đồng hồ được thiết kế theo trường phái đồng hồ wristwatch, là một chiếc đồng hồ thanh lịch, nó dễ đeo trên mọi loại cổ tay. Về mặt kích thước thì chiếc đồng hồ sẽ có kích thước khoảng tầm 36,5mm, và đây là một kích thước nó tiệm cận với những chiếc đồng hồ hiện đại, nó cực kỳ là dễ đeo. Đối với người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng thì kích thước này khi mà đeo lên cổ tay nó rất nhẹ nhàng và thanh lịch. Đấy, và bất cứ một loại cổ tay từ nhỏ, vừa hoặc là hơi to một chút chúng ta vẫn đeo có thể ok được. Cái chiếc đồng hồ này thì nó là một dạng hàng đồng hồ tồn kho, cho nên các bạn thấy là từ mặt số, kim cọc cho đến là bộ dây nó đang còn là gần như là mới 100%. Ở phần mặt trước chúng ta sẽ được bảo vệ bởi một cái lớp kính. Đây là một cái lớp kính mica đặc trưng ngày xưa của những chiếc đồng hồ vintage các bạn nhé. Cái lớp kính này là một cái lớp kính zin. Các bạn thấy là các cái đường nét của nó đang còn cực kỳ là sắc nét và chưa có bất cứ một tì vết nào. Ở phần bên dưới chúng ta sẽ có một cái mặt số. Cái mặt số này thì nó sẽ có màu vàng, nó nhạt hơn một chút so với cái bộ thân vỏ này. Cái mặt số này các bạn cần phải cầm trực tiếp ngoài đời thì các bạn mới có thể thấy được cái độ đẹp và độ đẳng cấp của cái mặt số này. Nó được trải sọc từ trên xuống dưới, mắt sáng rất là tốt. Toàn bộ tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ này nó đều là cọc số nổi, và nó được làm nhỏ lại. Thì các bạn thấy là những cọc số này hai bên nó đều được vát cạnh ở bên này, và khi nghiêng qua nghiêng lại thì nó sẽ bật sáng rất là chất lượng. Tại góc vị trí bên dưới góc 12 giờ là chúng ta sẽ có một ô lịch, đây là ô lịch thứ trong tuần. Còn bên góc 3 giờ chúng ta có một ô lịch ngày trong tháng. Đây chúng ta có dòng chữ Citizen là một cái logo nổi. Ở phần trung tâm chúng ta có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Ở mốc 6 giờ để các bạn thấy chúng ta có dòng chữ Crystal 7. Đây là một cái dòng sản phẩm Citizen 7 và ký hiệu của nó là số 7 đây. Chạm một cỗ máy tự động lên dây cót 21 chân kính in-house của hãng Citizen. Đây như các bạn thấy là cái phần mặt trước, phần hiển thị mặt số của nó được thiết kế rất gọn gàng, sạch sẽ, trang nhã và bắt sáng cực kỳ là tốt. Mình vẫn phải nhấn mạnh lại cho các bạn là các bạn cần phải xem trực tiếp cái chiếc đồng hồ này ở ngoài đời thì các bạn mới có thể cảm nhận được cái độ đẹp của cái mặt số này. Cái này là dưới cái ánh sáng của đèn điện thì nó chưa được làm nổi bật lắm lên cái độ đẳng cấp của cái mặt số. Đi sang phần thân vỏ thì các bạn thấy là cái bộ thân vỏ của chiếc đồng hồ thì nó sẽ hơi dày một chút. Cái điểm đặc trưng của những chiếc đồng hồ Nhật Bản ngày xưa ấy, thì cho đến tận ngày nay họ vẫn có một cái chút nhược điểm, đó là mặc dù máy móc bên trong thì cũng rất là bền bỉ thôi, và tuy nhiên cái thiết kế của họ sẽ hơi dày một chút so với những chiếc đồng hồ đến từ những nước như Thụy Sĩ hay là của Nga. Cái bộ thân vỏ thì đang còn trong tình trạng cực kỳ là tuyệt vời. Tất nhiên là đối với một cái chiếc đồng hồ đã qua hàng chục năm lưu trữ ở bên trong kho các bạn nhé, thì chúng ta không thể tránh khỏi được những cái vết xước lông mèo rất là bé ở xung quanh cái bộ thân vỏ này. Nhưng mình xin khẳng định với các bạn là cái chiếc đồng hồ mới như thế này ở trên thị trường thì chúng ta không có nhiều, thật sự là không có nhiều, và để đấu giá được đem về từ Nhật Bản thì rất là khó. Đây là núm điều chỉnh giờ nguyên zin của chiếc đồng hồ cũng được bọc vàng luôn. Cái bộ thân vỏ đều được làm bóng từ trước ra sau. Các bạn lật cái nắp đáy phía sau ra, đây là một cái nắp đáy vặn, một cái nắp đáy rất đẹp. Các bạn thấy chúng ta có dòng chữ Citizen Crystal 7 Automatic. Các bạn thấy là cái phần nắp đáy này nó cũng sẽ được bọc vàng luôn. Đó, các bạn lưu ý,
cũng sẽ được bọc vàng luôn. Cái bộ đắp đáy này thì nó sẽ được làm tại Trung Quốc các bạn nhé. Để các bạn thấy là chúng ta sẽ có case in China. Thì các bạn cũng lưu ý là đối với nhiều cái hãng đồng hồ của Nhật Bản và đồng hồ của kể cả bên Thụy Sĩ ấy, thì cái pháp lệnh đồng hồ của họ cho phép thân vỏ và mặt số được phép gia công tại nước thứ ba. Thì đa số là các chúng ta sẽ có những hãng đồng hồ sẽ lựa chọn là Hồng Kông, Trung Quốc hoặc là tại Đức hoặc là tại Ý. Tuy nhiên là họ vẫn phải đảm bảo cái chất lượng đặc biệt dành cho một chiếc đồng hồ đến từ của hãng đó. Các bạn thấy là cái phần đắp đáy nó đã mọc vàng, đã còn nguyên cả miếng ni lông ở bên dưới. Nhìn vào cái đắp đáy nó rất là trang trọng và độ mới tuyệt vời luôn. Cái chiếc đồng hồ sẽ đi kèm với một cái bộ dây nguyên zin. Đây là một bộ dây nó đính kèm với chiếc đồng hồ và cũng được bọc vàng từ trên xuống dưới. Cái bộ dây này thì nó sẽ có một chút giống với cái dạng dây hạt gạo. Tuy nhiên các bạn lưu ý cái dây này nó không phải dây hạt gạo nhé. Đối với dây hạt gạo thì các cái mắt này thì nó sẽ được làm tròn và làm bóng cả từ trước ra sau. Tuy nhiên cái đồng hồ này thì nó chỉ làm bóng ở phần trước thôi. Còn phần mặt sau thì họ làm theo kiểu dạng bọc vàng nhưng mà đánh phay xước. Cái bộ dây này chưa qua sử dụng, độ mới đang còn cực kỳ là cao, 99%. Rất đẹp và mềm mại. Ở đây chúng ta có củ khóa của Citizen nguyên zin. Cái củ khóa này thì cũng đang còn là rất là mới. Tuy nhiên các bạn lưu ý là do cái bản lề tiếp xúc của nó cái bản nó khá là to, cho nên là nó dễ bị xước trong quá trình lưu trữ ở trong cái kho hàng. Các bạn thấy là nó đang còn mới, chưa có sử dụng, đang còn soi gương được. Một cái chiếc đồng hồ phải nói là quá đẹp. Thật sự mà nói mình phải dành hai từ quá đẹp để dành cho cái chiếc đồng hồ vintage này. Thực ra nếu mà so với đẳng cấp của Citizen, nếu mà so với Omega hay là những cái hãng đồng hồ Thụy Sĩ thì đẳng cấp có thể là chưa sánh bằng. Nhưng độ đẹp thì mình xin khẳng định là cái chiếc đồng hồ này có thể đẹp hơn rất nhiều những chiếc đồng hồ vintage của Thụy Sĩ mà các bạn từng thấy. Phần bọc vàng của nó khi mà chúng ta đeo cổ tay chiếu dưới ánh đèn như thế này, các bạn thấy nó cực kỳ là sang trọng. Nó lấp lánh từ cái mặt số cọc kim và cho đến cái bộ dây này. Tất cả các chi tiết đều được hoàn thiện tương đối là kỹ lưỡng. Thì về cái ưu nhược điểm, thứ nhất là chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ vintage của hãng Citizen, thiết kế rất đẹp và độ mới gần như là 100%, chưa qua sử dụng. Chiếc đồng hồ này chưa qua sử dụng và độ mới khoảng 99%, hàng tồn kho. Là một cái sản phẩm mà có thể nói là cho đến nay chúng ta rất hiếm có thể bắt gặp được ở trên thị trường. Thì các bạn lưu ý thế, rất khó để mua được một cái dòng sản phẩm này ở trên thị trường. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ đến từ cái nhãn hiệu Citizen. Đó, cái nhãn hiệu này thì nó rất là nổi tiếng rồi. Máy móc bên trong cũng tương đối là bền bỉ, không cần phải bàn cãi nhiều. Còn về cái nhược điểm của chiếc đồng hồ thì thứ nhất là các bạn cũng lưu ý là cái giá của chiếc đồng hồ này nó cũng rất là cao. Bởi vì đây là một cái chiếc đồng hồ hàng vintage, hàng tồn kho, bọc vàng toàn thân cả dây và nguyên zin từ A đến Z. Thì các bạn lưu ý là những cái chiếc đồng hồ kiểu như thế này thì nó không thể có cái giá rẻ được. Thì các bạn lưu ý ở trên thị trường chúng ta cũng có rất nhiều cái dòng sản phẩm. Đấy, những cái hàng đồ bỏ xỉ thì họ nhập về có thể thay thế kim cọc rồi là hoán đổi máy từ con này sang con kia và chắp vá lại. Thì cái giá thành nó sẽ khác, mặc dù nó cũng có những chiếc đồng hồ kiểu Seven Crystal như này. Tuy nhiên một cái chiếc đồng hồ nguyên zin thì giá nó sẽ khác, nó sẽ khá là cao. Và thứ hai nữa là các bạn lưu ý là đối với đồng hồ Nhật thì mình cũng nói rồi, nó sẽ hơi dày một chút. Phong cách thiết kế của đồng hồ Nhật thì nó sẽ hơi dày và to một chút đối với những cái đồng hồ của Thụy Sĩ hay là của Nga. Tuy nhiên là đối với kích thước này thì nó lại rất là tuyệt vời. 36.5mm thì nó lại là một kích thước, nó ngày xưa nó là to nhưng bây giờ nó là một kích thước rất hợp lý khi mà chúng ta đeo lên cổ tay. Và thứ hai nữa là các bạn lưu ý là đối với cái phần bọc vàng của đồng hồ thì các bạn cũng sẽ phải dùng khá là cẩn thận, dùng một cách giữ gìn. Còn như đối với bản thân mình thì mình sẽ không dùng cái chiếc đồng hồ này mà để vào trong bộ sưu tập thôi, bởi vì rất khó để chúng ta kiếm được những cái kiểu như này. Những cái phần bọc vàng này thì đương nhiên là nó sẽ không thể bền bằng những cái chiếc đồng hồ vỏ thép được. Chúng ta va quyệt rồi chúng ta có thể để một thời gian nó sẽ bị phai đi. Đó là chuyện rất bình thường đối với những chiếc đồng hồ bọc vàng. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.